Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con dâng mình tạ lạy Chúa. Giây phút này, ngày cuối tuần, chúng con lại cùng với mẹ Maria ca tụng tình yêu của Chúa qua tràng chuỗi mân côi. Chúng con khẩn nài lòng xót thương của Chúa nhờ lời chuyển cầu rất đắc lực của Đức Trinh Nữ Maria. Xin Chúa ban muôn vàn phúc lành cho thế giới, cho gia đình, cho sứ đạo chúng con. Ban ơn nâng đỡ, chữa lành cho các bệnh nhân. Ban cho mỗi người chúng con lòng nhiệt thành, hăng say dấn thân phục vụ, trở nên niềm vui cho anh chị em của chúng con. Gìn giữ tất cả những anh chị em đi đường được bình an. Và còn nhiều nhu cầu khác nữa, xin Chúa đón nhận và chúc phúc cho chúng con. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết tân đường lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sự sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa cha hy vọng, là đường để con ăn dõi bước. Lời Ngài được cho ngân niềm vui, tròn vẹn ngàn tiếng ngát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ơi. Tin mừng Chúa Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy bảo thật các con, điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cha, thì Người sẽ ban cho các con. Cho đến bây giờ, các con chưa nhân danh Thầy mà xin điều gì, hãy xin thì sẽ được, để các con được niềm vui trọn vẹn. Tất cả những điều đó, Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói với các con, đã đến giờ Thầy sẽ không còn dùng dụ ngôn này nói nữa. Thầy sẽ loan truyền rõ ràng cho các con về cha. Ngày đó, các con sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không bảo là chính Thầy sẽ xin cho các con đâu. Chính cha yêu mến các con vì các con yêu mến Thầy và tin rằng Thầy bởi Thiên Chúa mà ra, Thầy bởi cha mà ra và đã đến trong thế gian. Rồi bây giờ, Thầy bỏ thế gian mà về cùng cha.
Nam sự mừng thứ nhất thì Nam đã doi số sống lại. Tôi xin cho được sống lại thật về phần linh hồn. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang nước, Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cam dỗ những cái ông con do khỏi sự giữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Ơi Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội hiện nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Ơi Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội hiện nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Ơi Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội hiện nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Ơi Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội hiện nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Ơi Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội hiện nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Ơi Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội hiện nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Ơi Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội hiện nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Ơi Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội hiện nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Ơi Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội hiện nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Ơi Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội hiện nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn gần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ hai thì ngắm Đức Chúa Giêsu lên trời, ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời. Lạy Cha chúng con trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời
trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn Chúa đến cho trời ông bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Chúa lòng bà phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn Chúa đến cho trời ông bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Chúa lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn Chúa đến cho trời ông bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Chúa con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn Chúa đến cho trời ông bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Chúa con lòng bà gồm phúc lạ. Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn Chúa đến cho trời ông bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Chúa con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn Chúa đến cho trời ông bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Chúa con lòng bà gồm phúc lạ. Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn Chúa đến cho trời ông bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Chúa con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giê-xu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục. Xin đem các linh hồn lên thiên đàng. Nhất là những linh hồn gần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ ba thì ngắm đã cho anh thần hiện xuống tái. Xin ra được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin ra cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa cho cam dỗ những cái hung hồn ra khỏi sự giữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Hai Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Hai Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Hai Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Hai Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Hai Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Hai Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc
phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thôi mà ở đây Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội cái nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thôi mà ở đây Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội cái nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thôi mà ở đây Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội cái nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thôi mà ở đây Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội cái nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin kêu chúng con khỏi xa hỏa ngục. Xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn gần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ bốn thì ngâm Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ. Lạy Cha ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả xa, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu lòng bà gồm phúc lạ. Cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi xa
linh hồn đến thiên đàng, nhất là những linh hồn gần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thưa Nam Thị Nam Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời, ta xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin ra cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cam dỗ những cái húng con do khỏi sự giữ. Amen. Kinh mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Ơi Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, cái nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Ơi Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, cái nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Ơi Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, cái nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Ơi Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, cái nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Ơi Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, cái nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Ơi Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, cái nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Ơi Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, cái nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Ơi Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, cái nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Ơi Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, cái nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Ơi Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, cái nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin kêu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa xót hơn. Chúng con kính lạy và ngợi khen sự mầu nhiệm mình thánh rất sang trọng, mầu thánh rất cho bao vô cùng, bởi lòng Đức Bà Maria đồng trinh sạch sẽ mà ra để mình trong phép mầu nhiệm này cho được ở cùng chúng con là đến sau hết. Khi người còn ngồi cùng các môn đệ mà ăn bữa tối là bữa trọng trên hết các bữa, khi đã giữ cho đủ các phép đạo cố truyền lại mà ăn bữa này, đoàn mới phó mình cho 12 môn đệ lấy làm của ăn, ngồi thứ hai ra đời làm người, phát một lời phép các vô cùng mà làm cho bánh thật trở nên
trong giường ấy, vì các phép trong đạo cô chẳng bằng phép này, thì chúng con phải có lòng tin cho bền. Thay vì con mắt chúng con xem thấy, chúng con phải ngợi khen Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Thần, cùng thờ lạy kinh mến ngợi khen và hát mừng sự màu nhiệm rất thánh này đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Xong lẽ bởi vì bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nắm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho tròn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Này con là đá trên viên đá này ta xây giáo hội muôn đời kiên rộng. Này con là đá xa ta giữa hồn yêu ma vây vùng, không làm chi yên rộng. Ta hãy cầu xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa nhìn giữ người tăng gấp sinh lực và ban cho người đời nơi hạnh phúc. Đừng trao người cho ác tâm quần thù, đừng trao người cho ác tâm quần thù. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phúc đức tin của người dân Chúa mỗi ngày được thêm đông số. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã trao phó tất cả các dân tộc cho con yêu quý của Chúa. Xin Chúa kết hợp các dân tộc và hội thánh Chúa, để những ai đi tìm ánh sáng chân lý được xứng đáng đặt tới Chúa là Thiên Chúa chân thật và duy nhất. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Đền hiểm tế vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ và dâu tế ngàn xưa lưu kế, phải kính nhường nghi lễ mới đầy. Ta hãy lễ đạo tên Bồ Lai, nếu ra quan không cảm thấy gì, dâng về Chúa Cha và Con Chúa lời tán dương mừng chúc vang hòa cùng vinh phúc quyền uy danh giá tựa khói trầm mây tỏa ngát thường. Đức Thiên Chúa thánh linh nhân nào khúc tan dương cảm tạ suốt đời. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trôi lại cho chúng con bí tích mình và máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời thương nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Xin mở sách trang 53. Ngày nay con đến hát khen mừng Mẹ Chúa Thiên Đàng, dâng ngày mừng côi muôn màu hoa thắm tươi. Lạy Mẹ yêu mến, lắng nghe lời con Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa chúc lành cho chúng con.